Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với mọi người lại một cái món sushi roll again nhé. Lần này thì mình mua ba roll khác. Lần trước thì mình mua roll gì đó mà mình quên rồi. Nhưng mà lần này thì mình mua roll thứ nhất này là cái này là Washington roll này. Thì nó có chỉ có cá salmon thôi. Nè, các bạn thấy nè. Đó, cái này là Washington roll, chỉ có cá salmon thôi, nhìn rất là ngon nhé. Ăn không có một cái sốt, không có nhiều 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 nước sốt trên cái roll này. Nó chỉ có cơm với ở trong là rau này, rồi với cá salmon ở trên thôi. Nhìn rất là ngon và thanh đạm nha các bạn. Mình thích ăn như vậy. Rồi có gì là mình chấm, nếu mà mình muốn muốn cho nó đậm đà thì mình chấm vô nước sốt, nước xì dầu với lại mù tạt. Đó. Rồi cái roll thứ hai nè, cái này người ta gọi là Rainbow roll, là cái roll này nó giống như là bảy sắc cầu vồng vậy, nó có nhiều màu, tại vì nó vừa có cá tuna này, rồi cá gì đó mình không biết, rồi có tôm này, rồi snapper thì phải, rồi salmon đó. Nó rất là đầy đủ màu sắc, nhìn rất là đẹp, nên người ta gọi là cái rainbow là bảy sắc cầu vồng đó. Rồi còn cái này cái roll này thì nó nhìn nó người ta bỏ trên này, người ta bỏ thêm tí sauce nữa nè. Cái này gọi là Elvis roll, cái tên là vậy vậy thôi, mình không biết. Nó có tôm tôm chiên ở trong đó nè, các bạn có thể thấy nè. Đây, đây. Nó có một con tôm chiên ở trong cái ruột của nó nè. Đó. Rồi, đây thì hình như là có ở trong này. Ở trong rồi có bơ, rồi có cheese, rồi everything. Rất là ngon. Ở trên có hình như là có mực à, có cái sợi mực nè, cái này nè. Là cái sợi mực gì đó. Nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Cái gì ạ? Ba cái roll này mình mua hết chỉ có 30 đô thôi, là có một bữa ăn tối rồi. 30 đô cho ba roll nhé. Cái này rồi, cái này là có gừng, có nước nước sốt nè, ăn rất là ngon nhé. Đó, các bạn thấy ăn sushi vậy ok không? Ăn vậy là chắc no hai người rồi gì? Đó. Ok, giới thiệu các bạn vậy thôi các bạn. Nếu mà bạn nào muốn ăn sushi thì hãy nhanh nhanh đi đi mua về ăn. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi, ngoài cái món sushi làm hôm nay mình có làm thêm hến này các bạn. Hến này hến tươi nhé, mình mua khoảng 1 kg thôi, mình mua khoảng 2 pound thôi. Rồi mình về rồi mình hấp xả ớt với lá chanh đó, mình hấp lên rồi mình chấm với nước mắm gừng thôi các bạn, vậy thôi đó. Vậy là hôm nay là bữa ăn của mình là như vậy, nhìn rất là hấp dẫn đó. Hến nó nhìn rất là to mà rất là tươi nha, nhìn rất là đã luôn nè. Đó. Yeah, rất là ngon. Ok. Hôm nay video mình tới đây là dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.